Tổng thống Putin khẳng định thủ phạm đứng sau vụ tấn công nhà hát tại Moscow. IS cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Nga. Lý do Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng liên quan của Ukraine. Ông Putin nói, chúng tôi biết rằng vụ tấn công được thực hiện bởi bàn tay của những tay súng Hồi giáo cực đoan, những kẻ có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thập kỷ. Trong cuộc tham vấn với các cơ quan chức trách Nga về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công ngày 22 tháng 3, ông Putin nói, trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thậm chí có đầu óc liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga, nơi đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh điều quan trọng là phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công nhằm vào nhà hát Krokus City Hall. Tổng thống Putin cho biết, vụ tấn công này có thể chỉ là một mắt xích cho một loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm 2014. Tổng thống Nga cũng đặt ra nghi vấn, tại sao sau khi phạm tội, những kẻ tấn công lại cố gắng đến Ukraine? Ai đã đợi chúng ở đó? Tuy vậy, ông Putin không đề cập đến chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. IS-ISK, một nhánh của tổ chức IS, đã nhiều lần tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công tại Moscow, thậm chí chúng còn công bố video về các tay súng trong vụ tấn công. Theo đài RT, cũng tại cuộc họp này, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga, ông Oleksandr Batchaiskin cho biết, vụ tấn công vào nhà hát Krokus City Hall đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ông Batchaiskin nói với Tổng thống Putin rằng, những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra cho thấy vụ tấn công đã được lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Trong khi đó, các nhà điều tra đã thiết lập một biểu thời gian đầy đủ về diễn biến của vụ tấn công vào nhà hát Krokus City Hall. Ông Batchaiskin cho biết, Ủy ban điều tra tiếp tục tích cực điều tra vụ án hình sự về vụ tấn công vào nhà hát Krokus City Hall. Cuộc điều tra đã xác lập trình tự thời gian đầy đủ về những gì đã xảy ra. Theo quan chức này, các nghi phạm bị buộc tội thực hiện vụ tấn công ở Moscow ngày 22 tháng 3 đã thừa nhận tội lỗi và chia sẻ thông tin chi tiết về đồng phạm và khách hàng của họ. Ông Batchaiskin nói, tất cả các bị cáo đều nhận tội trong quá trình thẩm vấn và trước tòa. Hội đồng đưa ra lời khai chi tiết về hoàn cảnh của vụ tấn công, khách hàng và những kẻ đã hỗ trợ họ chuẩn bị cho vụ tấn công. Sau khi IS nhận trách nhiệm, tình báo Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định, nước này có thông tin tình báo chỉ ra một nhánh của IS phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Trước đó, ngay sau vụ việc ở Moscow, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công vào tối 22 tháng 3. Trong một bình luận trên Telegram, ông Podolyak nêu rõ, hãy nói thẳng điều này, Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện, quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của Nga. Không có điều gì khác, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine. Ông Podolyak cũng lưu ý, Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Ông nhắc lại rằng, rất lâu trước vụ tấn công tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moscow đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi các bên chờ đợi kết quả cuộc điều tra ở Nga. Ông Peskov cũng từ chối bình luận về thông tin Mỹ đã cảnh báo chính quyền Moscow vào ngày 7 tháng 3 về một cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời cho biết mọi thông tin tình báo như vậy đều được giữ bí mật. Sau khi nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại nhà hát Krokus City Hall hôm 22 tháng 3, mới đây, kênh truyền thông của nhóm Islamic State Khorasan IS-ISK đã đăng tải thông điệp cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào Nga. Newsweek đưa tin, một tấm áp phích của IS-ISK đã xuất hiện trên mạng xã hội với cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Nga.
Tấm áp phích này do Al-Azam, một kênh truyền thông của IS-ISK thực hiện. Đây là chân rết của IS, nhóm tấn công từng bị Nga tiêu diệt ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, 4 nghi phạm đến từ Tajikistan phải đối mặt với cáo buộc khủng bố và đều đã nhận tội. Al-Azam cho rằng, hình ảnh của nghi phạm xuất hiện tại tòa cho thấy những đối tượng này dường như đã bị thương. IS-ISK cảnh báo, để phản đối điều này, nhóm này sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào Nga. Trên tấm áp phích, Al-Azam dùng những lời lẽ kích động với hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ. Thông điệp viết, hãy cảnh giác, đừng nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội trả thù cho những người anh em bị bắt làm con tin. Trước đó, IS đã tung hình ảnh và video các tay súng của nhóm đã tấn công vào đám đông trong nhà hát. Hiện tại, Nga vẫn đang điều tra về vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói. Tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh họ vẫn đang điều tra kẻ chủ mưu đứng sau những phần tử cực đoan này. Giới chức Nga trước đó nói rằng 4 nghi phạm bị bắt khi đang tìm cách chạy trốn sang Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây phủ nhận sự liên quan của Kiev trong vụ việc. Washington cho rằng IS là thủ phạm duy nhất. Vụ tấn công ở Moscow đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế đối với IS, nhóm tấn công từng kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Trung Đông 10 năm trước. Nhánh IS-ISK đã bắt đầu có dấu hiệu hoạt động tích cực trở lại ở Afghanistan và không chỉ tấn công các mục tiêu trong nước này, mà chúng còn nhằm vào các nước láng giềng Iran và Pakistan. IS-ISK cũng bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực với Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Tajikistan gần đây đã trấn áp các âm mưu được cho là do các phần tử này đứng sau. Trong một bài viết trên kênh truyền thông của IS-ISK, nhóm tấn công tuyên bố rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ giới hạn ở Afghanistan, mà còn rộng hơn nhiều, cho thấy tham vọng tấn công vượt xa bên ngoài biên giới của IS. Chuyên gia và giới chức các nước cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tới tình hình an ninh và ổn định trên toàn cầu. Một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Suffern Mỹ, Colin Clarke cảnh báo IS-ISK đặt ra một mối đe dọa đáng kể và các cuộc tấn công cũng như âm mưu của chúng từ Trung Đông đến châu Âu đều chứng tỏ rằng nhóm này vẫn có ý định tiến hành các cuộc tấn công. Trong bối cảnh Nhà Trắng lo ngại giá dầu tăng vọt trước cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, Mỹ được cho là không hài lòng với Ukraine vì phớt lờ cảnh báo ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Theo tờ Financial Times của Anh, các quan chức Mỹ đang mất kiên nhẫn với Kiev. Nguồn tin trên nêu rõ, Nhà Trắng ngày càng thất vọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở lưu trữ trên khắp miền Tây nước Nga, làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của nước này. Điều đó có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga có thể khiến Kiev bối rối sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga cuối tháng 2. Theo đó, hồi tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty, ông Stoltenberg khẳng định Ukraine có quyền tự vệ, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga bên ngoài Ukraine. Ông Stoltenberg nói, theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ và điều đó cũng bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp, các mục tiêu quân sự của Nga bên ngoài Ukraine. Đó là luật pháp quốc tế và tất nhiên, Ukraine có quyền làm điều đó để bảo vệ mình. Một phát ngôn viên của NATO xác nhận với tờ Financial Times rằng ông Stoltenberg thực sự đang đề cập đến quyền tự vệ của Ukraine, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga bên ngoài Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tuyên bố sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga trong khi phương Tây đã sử dụng các biện pháp trừng phạt và giới hạn giá trong nỗ lực hạn chế xuất khẩu năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, Nhà Trắng có thể coi giá xăng ngày càng tăng trong nước là mối lo ngại hàng đầu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra. Cựu cố vấn năng lượng của Nhà Trắng Bob McNally cho biết, không có gì khiến một Tổng thống Mỹ đương nhiệm lo ngại hơn việc giá xăng dầu tăng vọt trong một năm bầu cử. Gần đây, Ukraine liên tục bị thất thế trên chiến trường. Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga ở khu vực biên giới gần với Ukraine. Điều này đã khiến Điện Kremlin phải sơ tán hàng nghìn người khỏi khu vực biên giới. Trước đó, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công thành công gần chục mục tiêu cơ sở năng lượng ở Nga. Mối lo ngại của Washington chính là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào ngành năng lượng Ukraine đã thành hiện thực. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Jakman Galushchenko nói rằng 1 triệu người bị mất điện trên khắp Ukraine sau khi tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Cụ thể, ngày 22 tháng 3, một cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào nhà máy thủy điện Dnipro-HPP ở thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát khiến cơ sở này bốc cháy. Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ hỏa hoạn ở một con đập gần thủy điện Dnipro. Theo người đứng đầu công ty phân phối Yasno, Sergei Kovalenko,
vụ tấn công đã tước đi 50% công suất điện của DTEC, công ty sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ukraine. Trong khi đó, tình trạng mất điện trên diện rộng đã được báo cáo ở nhiều nơi trên khắp đất nước, bao gồm các vùng Kharkov, Odessa, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Lviv, Ivano-Frankivsk và Nikolaev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow đã sử dụng hơn 60 UAV và khoảng 90 tên lửa các loại khác nhau trong cuộc tấn công. Bình luận về các cuộc không kích, nghị sĩ Nga Mikhail Serenet tuyên bố rằng chúng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào dân thường Nga ở Belgorod và các khu vực biên giới khác khiến hàng chục người thiệt mạng. Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa thu năm 2022 để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea chiến lược vào tháng 10 cùng năm. Mặc dù ban đầu Kiev phủ nhận trách nhiệm, nhưng sau đó lại tuyên bố rằng cuộc tấn công nhằm mục đích làm suy yếu hoạt động hậu cần của Nga.